chúng yên lành, đất nước hoa yên ấm an vui, bao em thơ vẽ mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc một người với bao điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về, câu nói vui nào vui hơn ngày xuân. Ngọc Oanh xin kính chào tất cả các khán giả của Đài Đất TV. Trong những ngày đầu xuân mới, Ngọc Oanh thấy rằng tất cả mọi người đồng hương của chúng ta đó có một rất đông đủ tại Orchard Mall, là nơi đã diễn ra sự kiện Tết Nguyên Đán kỷ hợi năm 2019. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì Ngọc Oanh thấy rằng là mọi người trong cái không khí rất là lạnh, cái thời tiết rất là lạnh thưa quý vị, nhưng mà quý vị đã đến đây rất là đông đủ để cùng vui xuân gặp gỡ nhau. Như quý vị cũng biết rằng mùa xuân là mùa của yêu thương, mùa của đoàn tụ, và chính vì nhờ những cái chương trình Tết như vậy mà chúng ta có được cái sự đoàn tụ của quý đồng hương từ những nơi xa. Ngọc Oanh được biết là có nhiều quý vị ở tiểu bang New York, ở tiểu bang Texas, ở tiểu bang Ohio, những vùng lạnh và không có dịp để mà vui xuân như thế này, họ cũng đến để chung vui cùng với gia đình vui xuân và đến những hội chợ Tết như thế này để cùng gặp gỡ những người thân yêu của mình trong một cái ngày vui xuân vầy như vậy. Và Net TV rất là vui được giới thiệu đến quý vị một chương trình phóng sự đặc biệt Tết kỷ hợi năm 2019. Và bây giờ thì Ngọc Oanh rất là nôn nóng để cùng với quý vị trò chuyện với tất cả quý đồng hương của chúng ta có mặt trong ngày hôm nay. Mời quý vị nhé. Lời nói đầu tiên cho Ngọc Oanh xin gửi lời chào thân mến đến Jody Ngô. Xin gửi lời chào thân mến đến Net Việt TV. Jody xin thân ái chào khán thính giả của đài truyền hình Net Việt và cũng chào và chúc Tết cho một cái xứ ngôn viên rất là nổi tiếng và rất là duyên dáng của San Jose của chúng ta, Ngọc Oanh. Và chúc cho Oanh một năm mới thật là vui và hạnh phúc. Và cũng nhân dịp năm mới, Jody xin đại diện cho U-Star Production Hội Xuân San Jose ở Street Mall gửi lời chúc thật là an lành, hạnh phúc và được vạn sự như ý đến tất cả các thính giả của đài truyền hình Net Việt. Dạ vâng, một câu hỏi mà Ngọc Oanh muốn hỏi Jody Ngô rất là nhiều là lý do nào, động lực nào đã giúp cho Jody Ngô mỗi ngày tổ chức chương trình Tết càng sung, càng hoành tráng như thế này? Một chữ thôi quý vị, đó là chữ tâm. Tại vì Jody nghĩ là cộng đồng của chúng ta khi mà mình sống tha hương bên đất Mỹ này đã rất là khó khăn rồi, cuộc sống vất vả lắm. Mà những ngày lễ hội Tết truyền thống như vậy thì những thế hệ trước họ đã làm rất là nhiều. Nhưng mà Jody tự hỏi là những thế hệ sau này khi mà sinh ra lớn lên ở Mỹ, họ có giữ được truyền thống hay không? Và họ có hiểu được Tết là gì không? Hoặc là có thể hiểu được Trung Thu là gì hay không? Thì Jody nghĩ là Jody cũng có con gái, Jody muốn làm những cái hội xuân cũng như là đêm hội trăng rằm ngay tại San Jose của chúng ta để cho thế hệ sau có được một cái sân chơi và có thể gần gũi hơn với người Việt Nam của chúng ta. Quan trọng nhất là mang được cái văn hóa của người Việt Nam mình giữ tại đất Mỹ và còn quảng bá và có thể cho các nước bạn khác, cộng đồng khác trên nước Mỹ hiểu thêm về Việt Nam, văn hóa Việt Nam của chúng ta. Dạ vâng, Ngọc Oanh được biết là tiết trời ngày hôm nay rất là lạnh nhưng may mắn là không mưa. Những ngày vừa rồi đó thì mưa tầm mưa tã, nhưng ngày hôm nay thì ông trời đã ưu đãi cho người Việt của chúng ta tại San Jose để có được một mùa xuân như ý và vui tươi. Mời Jody Ngô gửi một lời thật là nồng ấm đến tất cả quý vị. Jody nghĩ rằng chính là vì cộng đồng của chúng ta đoàn kết với nhau cho nên ông trời cũng thương, cho nên mình có một cái hội xuân thật là tươi như vậy. Và Jody xin mời quý vị, nếu mà mình chưa đến hoặc chưa tham quan hội xuân thì hãy ghé qua để mà có thể tham quan và có thể gặp đồng hương, bạn bè và trao nhau những phong lì xì chúc mừng năm mới. Và đặc biệt là quý vị sẽ được chụp hình
rất là nhiều tại những cái tiểu cảnh 3D mà Chu Đi đã có rất là nhiều tâm huyết để mà làm cho quý vị. Một lần nữa kính chúc quý vị một năm mới Xuân Kỷ Hợi thật nhiều hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Dạ vâng, nếu quý vị nào có con em mà chưa có bao lì xì thì cứ đến gặp cô Chu Đi Ngô. Nói rằng là hồi nãy xem ở trên đài nói cô Chu Đi Ngô nói là nếu mà chưa có bao lì xì thì đến. Đâu Chu Đi Ngô sẽ lì xì. Dạ, cảm ơn quý vị và cảm ơn Ngọc Anh. Thì hy vọng là Ngọc Anh nhớ đi gom lì xì nhé. Dạ vâng, chuyện nhỏ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Chu Đi Ngô. Và hy vọng gặp lại bạn trong những chương trình phóng sự khác hoành tráng hơn. Và có một cái tâm mà Chu Đi Ngô đã giới thiệu đến quý khán giả trong lần đầu chia sẻ. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, không hẹn mà gặp ngày hôm nay Ngọc Anh diện một cái bộ áo dài đúng với tên của team mình là Golden Trust. Cái này chắc chút nữa phải nhận tiền lì xì của hai bạn. Đúng không ạ? Chắc là quý vị cũng rất là quen thuộc với hai khuôn mặt này của đài chúng tôi. Đó là Ngọc Thảo và Kiều Hạnh, còn đây là Ngọc Anh thưa quý vị. Dạ vâng, chúc thêm năm mới. Xin phép hai bạn gửi lời chào thân mến đến quý khán giả của đài Net TV. Dạ vâng, thứ nhất Ngọc Thảo và Kiều Hạnh xin gửi lời chào thân ái đến Net TV. Và thưa quý vị ơi, tại hội Tết của Xtrush Mall, Ngọc Thảo và Kiều Hạnh đại diện công ty Golden Trust để mà ra đây chung vui với bà con. Và có rất nhiều bao lì xì để gửi đến quý vị. Công ty Golden Trust chuyên đảm trách dịch vụ 401k Rover mở IRA và trong thời buổi này là đang làm thuế nha. Cho quý vị nhớ ra đây gặp mặt, lấy được giỏ, lấy được quà, lấy được bao lì xì, rồi còn được tư vấn trên thuế nữa. Quý vị nhớ ghé đến nhà phòng Golden Trust nha. Vâng, và thưa quý vị, đến với Hội Hoa Xuân San Jose hôm nay và ngày mai, quý vị nhớ ghé qua gian hàng của Golden Trust, vì quý vị sẽ có cơ hội trúng 100 đồng tiền cash mỗi 1 cho đến 2 tiếng. Và cũng nhân Xuân Kỷ Hợi, Ngọc Thảo và Kiều Hạnh cũng xin chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, sung túc tài lộc và vạn sự như ý. Ngọc Anh xin rất là vui được giới thiệu với quý vị một khuôn mặt rất quen thuộc trong chương trình Hỏi Đáp cùng Bác Sĩ. Đây là bác sĩ Hoàng Thu Thủy, bác sĩ chuyên về nội khoa người lớn. Hình như không phải có méo mó nghề nghiệp giống ta. Ngày hôm nay là ngày mình đến để vui xuân. Đúng không? Đúng. Ok, dạ vâng. Chúc thêm năm mới. Xin mời chị gửi một lời chào đến tất cả các khán giả của Đài Net TV. Thưa, chúc thêm năm mới. Xin kính chúc quý vị sức khỏe và... sẽ được rất nhiều gọi là sự bất ngờ tốt đẹp đến với cuộc đời của quý vị. Nhiều thay đổi và tất cả thay đổi đều là những điều rất là tích cực, đều tốt đẹp. Dạ vâng. Giống như trước khi mà Ngọc Anh phỏng vấn bác sĩ Hoàng Thu Thủy tại hội chợ Tết Xuân 2019 này thì Ngọc Anh có nói với bác sĩ Thủy rằng là chương trình của bác sĩ Thủy và Ngọc Anh là Hỏi Đáp cùng Bác Sĩ. Nhưng mà riêng với bác sĩ Thủy là phải kèm thêm một câu nữa. Chương trình Hỏi Đáp Bác Sĩ giúp cho quý vị ngày càng tự tin và thành công hơn, đúng không ạ? Yes, tức là cái châm ngôn của mình là I am possible, quý vị nhớ không? Dạ vâng, bây giờ thì Ngọc Anh xin phép bác sĩ Thủy cho một cái lời chúc thật là gọi là cái như positive đến tất cả quý khán thính giả trong dịp năm mới này. Bởi vì mỗi năm mới tất cả mọi người đều có một cái resolution. Thì nếu như vậy bác sĩ Thủy có thể share cái điều đó được không ạ? Một cái resolution là một cái mình đặt ra một cái điều kiện gì để mình đạt được, phải không? Gọi là cái resolution. Thì tùy quý vị, xưa giờ có những bậc phụ huynh bận rộn con cái thì bây giờ là muốn gì thì mình cứ để ra một cái kế hoạch và một cái mục đích rồi cố gắng mà đạt được thôi. Chứ còn mình cứ để lui hoài và mình sống cho người khác thì một ngày nào đó mình sẽ tiếc nuối là tại sao mình không làm cái gì mình ước muốn. Dạ vâng. Ngày hôm nay đây là lần đầu tiên bác có mặt trong những cái chương trình Tết như vậy phải không ạ? Nhiều năm rồi, nhiều dạ năm vâng. À, dạ vâng. Có thì có đi xuống dưới này cũng như đi chung vui thì có, đi mỗi năm. Dạ vâng. Dạ vâng, quý vị thấy rằng là tất cả mọi người, Ngọc Anh và bác đây đã phải mặc những cái áo lạnh rất là dày. Thời tiết rất là lạnh, rất là tê tái, nhưng mà tuy nhiên hội chợ xuân diễn ra vẫn tưng bừng. Và mọi người không ngần ngại diện những bộ đồ rất là đẹp, những cái chiếc áo dài rất là đẹp. Chẳng hạn như chị đây, diện một chiếc áo dài màu cam với lại hoa đào rất là đẹp. Dạ vâng, xin phép cho Ngọc Anh được hỏi. Thưa bác, bác sống ở đây cũng đã khá lâu. Bác nghĩ gì về Tết Việt Nam tại xứ người? Tết cũng vui, cũng như Việt Nam vậy thôi. Bởi vì cũng như người Việt Nam mình ở đây đông rồi, thấy cũng vui.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, nãy giờ quý vị cũng đã xem qua những cuộc trò chuyện của Ngọc Oanh với tất cả quý đồng hương đã đến du xuân vui xuân tại Orchard Mall, là nơi diễn ra sự kiện Tết Nguyên Đán 2019 Kỷ Hợi. Ngọc Oanh hy vọng rằng chương trình này sẽ đem đến cho quý vị những ngày Tết thật vui, thật ấm áp, và mong quý vị có thể giới thiệu với những người thân cũng như bạn bè cùng theo dõi những chương trình của Đài TV, để cho chúng tôi có nhiều động lực và có nhiều chương trình hay để giới thiệu đến tất cả quý khán thính giả. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự lần sau.